kênh YouTube Đồ Xưa Lệ Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nhé. Xin chào anh Lê. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lệ Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì có lên một số tác phẩm để giới thiệu và giao lưu với bà con của mình nha. Thì bên em có sưu tầm một số tủ bài đồ đó, cũng như là tủ trưng bày nha bà con đó, và một số đồ gốm nha đó, cũng như đồ đồng các loại để giao lưu với bà con của mình qua số điện thoại em 0772 8772 78. Ở thì em ở tuyến đường là quốc lộ 91 cho bà con khu vực Thái Hưng, phường Long Hưng nha, khu vực Hưng Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con của mình có thể đến trực tiếp nơi của em để mình xem và tham khảo thêm nhiều loại mặt hàng nha. Thì em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những cái clip vừa rồi nha. Thì đầu tiên mã số đầu tiên nha, mã số 0 để có một cái tủ bài đồ rất là to nè bà con mình xem. Chất liệu gỗ gõ nha, được cảnh ốc Singapore. Cái này thì bà con mình xem rất là lớn nha bà con. Cái chiều cao này của nó lên tới là 2m9 lần nha, tới đỉnh mão luôn là 2m9 lần. Bà con mình xem cái hình dung ra được cái khoảng nặng mình kê đồ trưng đồ rất là nhiều đó. Rồi vừa rồi em cũng tầm về được một cặp nha, nhưng mà khách sẽ giao lưu với một cây rồi nha, em còn một cây thôi. Với cái chiều dài như thế này á, em đo của nó là lên tới là 1m6 nha bà con đó, chiều dài của tủ nha. Đây chiều dài này mà thân tủ rồi nè, đó là 1m61 đó, nếu mà chân luôn thì nó sẽ dài hơn nha. Còn chiều sâu của tủ này ra lên tới là 53. Đó, khá là đẹp nha, rất là dày dặn chắc chắn. Đó, trên đỉnh mão là người ta chạm rồng nha. Đó, lăn đó bà con mình xem. Đó, lăn vòng cầu cái đỉnh mão nha. Đó, ốc thì cặn những cái dây nho tơ tóc nha. Đó. Đây hàng thì lành tích liền lạc nha bà con, không bong chóc con ốc nào nha. Nó rất là nặng cho cây tủ này. Hàng này đã được vệ sinh làm sạch sẽ toàn bộ rồi, mình về mình xài sử dụng thôi, không cần làm gì thêm. Đó, chân thì chân báo ngoại tôn, nó diềm chân bên dưới bà con mình xem cũng được cẳng ốc luôn, cái diềm bên dưới khá là đẹp nha. Đó, làm tích sạch sẽ, về xài sử dụng không cần làm gì thêm. Bên dưới là những cái ngăn tủ kéo của nó nữa nè. Đó, mình có thể để đồ đựng đồ nha. Đó bà con của mình xem đây. Đó, khá là đẹp nha bà con. Đó, chân này mỗi chân thì dày của nó lên tới là một tấc luôn nha. Đây cửa cánh mở nè, kính là bà con mình xem nhiều ngăn nhiều tầng. Đó, cái quách lưng sau lưng là quách dán luôn nha bà con, quách gỗ luôn nha. Đó, bà con mình nhìn có thể nha, hình dung tưởng tượng ra được. Đó, đố cũng khá là dày. Đó, mặt kính nè. Đó, làm tích liền lạc toàn bộ cái tủ khá là to nha, tủ đại luôn nha bà con. Đó, loại cái này loại tủ đại nha. Bà con mình xem không rõ, nghe không kỹ thì kết bạn Zalo em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm nha. Đó, hoặc đến trực tiếp nơi của em. Đó, bà con của mình có thể xem và tham khảo. Đó, nhiều loại mặt hàng đó, mình xem tận mắt hơn. Thì cây tủ bài đồ này em giao lưu cho bà con mình đó, có giá là 58 triệu nha. Bên em sẽ bao ship và bao lắp ráp cho bà con mình toàn quốc nha. 58 triệu bao ship và bao lắp ráp toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Rồi đến cái mã số đầu tiên thứ 1 nè, em có một cặp tủ Louis đó, cặp tủ bài đồ Louis khá là đẹp nha bà con đó, nhìn phong cách cổ điển nha. Thì cây này á, thì em cũng vừa sưu tầm được một cặp ở trên mão thì chạm tích dơi gỗ gõ. Đó, ốc thì vàng chanh nha, nó cảnh khá là đẹp luôn. Cái này còn không cách bà con mình về trưng bày đồ của mình, trưng bày cái tủ thôi cũng rất là đẹp rồi. Đó, cái chiều cao á, chiều cao của cái tủ này tới đỉnh mão luôn nha, là 230. Đó, 2m3 nha, chiều cao là tổng 2m3. Đó, nếu mà chiều ngang của cái tủ này nè, em đo là nó tầm là 90 nha. Đó, tầm khoảng là 90 đó nha bà con, tầm 1m á. Đó, nếu mà củ bì luôn nó khoảng 1m nha. Sâu của tủ ra lên tới là, nếu mà em đo cái chiều sâu ra luôn nha, khoảng 40. Đó, tầm 40, cái này gấp bằng mộng, chân gấp mộng luôn nha. Đó, bà con mình xem cái này thì nói chung rất là sắc sảo rồi, không chê vào đâu được nha. Đó, gỗ gõ đây là một cái ngăn tủ kéo của nó đó nè. Đó, một cái hộp tủ của nó đó nha. Đó, đây người ta làm kiểu phong cách hoa văn nè bà con mình xem nha, rất là đẹp. Đó, còn đóng dán nhện cũng đó thôi, mình lau chùi vệ sinh lại mình xài sử dụng nha bà con. Hai bên đỉnh mão là người ta chạm đục đó là hai kỳ lân nha, kỳ lân dầm cầu. Đó, còn cửa bên trong thì nó có nhiều ngăn mình để đồ. Đây là những hai cái thanh hai bên của nó. Đó, hai bên nó rất là đẹp nha bà con. Đó, cũng là dây nho tơ tóc luôn nè. Ở bên đây cũng thấy một hai cây đều như nhau nha. Đây, con mình xem đây. Đó, cặp này khá là đẹp nha bà con, khá là dày và nặng luôn nha. Đây, một cặp tủ Louis này em giao lưu với bà con mình giá là 60 triệu nha một đôi nha. Đó, thì giá này là giá em bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn nha. Nếu bà con mình ở gần khu vực miền Tây thì em cũng có thể giảm chi phí là chút đỉnh cho bà con của mình nha, hoặc đến trực tiếp nơi của em nha. Nếu mình mua trực tiếp tại cửa hàng thì em sẽ giảm chi phí cho bà con của mình chút đỉnh nữa.
thì bên em cũng còn rất là nhiều loại tủ nè, tủ áo, tủ bài đồ, những cái tủ xưa, nhiều loại cho bà con mình, tủ gốc cũng có, bà con mình có nhu cầu cứ đến trực tiếp nơi của em, em sẽ giới thiệu cho bà con mình đầy đủ cặn kẽ hơn nữa nha. Thì đến với tiếp theo thì em có là cái bộ trường kỷ để giới thiệu với bà con của mình nha. Bên em thì cũng có rất là nhiều loại mặt hàng, bà con mình có nhu cầu nhà ý cứ đến trực tiếp để xem và tham khảo thêm. Mã số 2 này là một cái bộ trường kỷ xưa, gỗ cỏ, ốc thì nhả ba chậu trong thời gian nha, ốc xưa luôn nha bà con. Bộ này thì khá là già tuổi đời nha. Đấy, thì em sẽ đo kích thước cho bà con. Bộ này thì có 3 món thôi. Bàn thì có cái chiều cao em đo là 73, ngang của cái bàn này là 54 nha. Tổng cái chiều dài bàn là 122. Trên mặt bàn cẳng cái tích là huynh quy bái tổ về làng nha. Ốc này thì theo thời gian rồi, nhả màu theo thời gian rồi nha bà con. Bà con mình xem hàng thì lành tích liền làng. Chỉ có cái màu xưa của nó em để nguyên kia nên chưa có mà đánh bóng sỏi ra làm lại nha. Để nguyên combo cho bà con của mình luôn. Chân thì đầu lăn chân móng nha. Bộ này là trường kỷ ngũ sơn nha bà con, trường kỷ ngũ sơn. Khá là đẹp luôn á. Ghế thì chiều cao của ghế thì em đo luôn, tổng là 1m02. Chiều dài của cái ghế này nè, nó lên tới là 192, dài 192 nha. Sâu của ghế ra là nó 54, cao từ mặt đất trở lên em đo là 48 nha. Thành này là nó dày là 4 phân, những cái song tiện nè, và cẳng ốc là bằng chanh theo thời gian nha. Khá là đẹp, gác bằng mộng, làm tích liền lạc toàn bộ, không lỗi lầm nha bà con. Nói này nó chỉ có là mang cái, nó xưa cái màu theo thời gian thôi nha. Chứ hàng thì nói chung là làm tích toàn bộ hết. Đầu lăn chân bóng, chân cũng rất là dày. Mỗi cái chân bàn, chân ghế của nó dày là hơn 6 phân. Hơn 6 phân nha. Xưa đẹp luôn nha bà con. Cái bộ trường kỷ này em giao lưu cho bà con mình chỉ có giá là 40 triệu thôi nha. 40 triệu em bao ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Thì những cái giá này thì em bao ship toàn quốc bà con mình đến tại nơi cửa hàng của em thì em sẽ giảm chi phí chút đỉnh cho bà con của mình nha. Nếu mình ở miền Tây thì em cũng có thể giảm chút đỉnh được. Xa em không có giảm nhiều được nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 3. Số 3 thì có một cặp bình gốm Biên Hòa. Người ta được chạm vẽ có tích đó là lông phụng xung vầy nha bà con, gốm Biên Hòa nha. Này là men hai da luôn, rất là dày và nặng nha. Những cái đôi bình này ngoài cao to lớn lắm nha. Với tổng cái chiều cao em đo là 88, miệng có đường kính là 30, cái hoành cổ là lên tới 62 lần nha. Còn cái hoành bụng này lên tới 115. Vẽ chim phượng hoàng khá là đẹp nè. Bà con của mình xem nha, từng nét hoa văn chi tiết của nó rộng nè. Lông phụng xung quầy. Đây, bà con mình xem chung đế nha. Bà con mình xem đây. Cặp này nói chung tuổi đời nó cũng khá là già tuổi nha bà con. Tuy nó không cổ không xưa nhưng mà nó cũng có đủ, nó có tuổi tạo tuổi hết rồi nha. Một cái bình như thế này rất là nặng, bưng rất là nặng. Đôi này em giao lưu với bà con của mình nha. Một cặp bên em sẽ bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn nha. Hàng em bao lành tích liền lạc không lỗi lầm, có giá 12 triệu cho cái cặp này, cao 88 nha bà con, 12 triệu bao ship tận nhà cho bà con của mình luôn. Đến với mã số 4 em có một cặp bình nè. Một cặp bình bí nha bà con, vẽ cái tích là sơn thủy nè, hữu tình nè, non sông nước biếc, tùng đình khá là đẹp nha. Bình này là hàng của Tàu nha, gốm Tàu nha bà con. Tàu cũ khoảng tầm 20-30 năm, hàng thì men hai da nè, làm tích miệng không nứt bể hay tóc gió gì hết nha. Cao em đo là nó 59, miệng đường kính 20 và hoành bụng này lên tới là 92 nha. Con của mình xem đây, những cái đường nét hoa văn khá là đẹp, sơn thủy hữu tình. Không chê vào đâu được nha. Chôn đế một chuyện đây nha bà con. Một cặp lành tích luôn. Về kết hợp với những cái đôn mình trưng bày để co lên. Đôi này em giao lưu giá là 4.2 triệu, bao ship toàn quốc nha, 4.200.000 đồng thôi nha. Mã tiếp theo là số 5. Số 5 này là một cặp bình bà con mình xem. Bình hút lọc dạng kiểu bình mai. Đây bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn á. Hàng Tàu vẽ tay. Tích này như là một cái tích những bắc tiên nha bà con, cũng dạng như bắc tiên vậy nha, đang đánh cờ á. Cao này em đo là 37, miệng đường kính là 11, hoành bụng này là 65. Hàng lành tích không nứt bể hay tóc gió chỗ nào hết nha. Chôn đế đây, cặp này giá em giao lưu là 3.2 triệu, 3.200.000 một đôi nha. Tiếp theo là em có một cặp bình nữa nè, men lam xanh nha.
khá là đẹp, vẽ cái tích là chim hoa là đây, một cái đôi chim mà con mình xem nha, chim phượng hoàng đó. Với tổng cái chiều cao của cái bình này thì em đo là 51 nha, miệng có đường kính là 18, hoành bụng này là 76 nha bà con đó, mã 6B, hàng lành tích liền lạc nha đó. Đây vẽ bà con mình xem, vẽ tay 100%, chôn đế mọc 4 chữ nha đó, chim phượng hoàng nào bà con mình xem nha đó. Những cái hàng này đôi giá là từ 3-40 năm mà trở lại nha bà con. Đôi này em bao ship bà con mình nha, có giá là 3.200.000 đồng một cặp nha. Bà con mình về khui ra, nếu mà có vấn đề gì thì liên hệ bên em nha. Nếu mà bể vỡ tóc chó gì cứ liên hệ bên em để bên em xử lý cho bà con mình. Mã số 7 thì em có một cặp bình nè đó, bà con mình xem gớm này là gớm thành hóa nha bà con, men gạn nha đó, bà con mình xem tích bắc tiên. Thì cái loại gớm hành hóa này bà con mình có thể lên Google mình tìm hiểu, mình search thêm cái dòng gớm này, nó nổi tiếng từ thời xa xưa đến nay rồi nha bà con đó. Với tổng cái chiều cao của bình em đo 44, miệng có đường kính là 16 nha đó, và cái hoành bụng này lên tới 60 đó. Hàng thì làm tích liền lạc, men gạn rất là đẹp đây đó, bà con mình xem đây nha, chôn đế đây đó. Đôi bình này có giá em giao lưu là 4.500.000, 4.500.000 nha bà con. Và đến với mã tiếp theo, em có một cái chiếc ấm to khổng lồ nè, gớm Nam Bộ nha. Đó, gớm này là gớm Biên Hòa Nam Bộ. Đó, mã 8B. Cái bình rất là lớn nha, nắp là nắp nghê nha. Đó, miệng là miệng chim, miệng là miệng rồng. Chiều cao cái bình này em đo nó lên tới là 58 luôn nha. Tổng cái chiều dài ngang thế này là 50. Đó, bình khá là lớn á. Cái hoành bụng của nó thì nó khoảng tới 100 lận. Hàng lầm tích không có lỗi lầm gì hết nha. Không bị bể nứt mẻ tóc gió gì hết. Cái nào có lỗi thì em sẽ báo cho bà con của mình. Đó, bà con mình xem đây, hàng đắp nổi khá là đẹp, chôn đế đây nha. Chiếc ấm này em giao lưu với bà con mình là 3.800.000. Đến với mã tiếp theo nè, em có một cái ống dắt bút nha. À, kiểu làm chạm như mắt che mắt chút vậy. Cái này thì chất liệu bằng đồng cũ. Đó, mã 9B, khá là đẹp nha bà con. Rất là dày, đồng rất là dày nha. Cao 21, miệng 7 phân, hoành đế là 20 nha. Đó, nặng cũng khoảng 1kg á, từ hơn 1kg nha. Đây chất liệu đồng cũ nha. Đó, nó lên màu da cua hết rồi, rất là đẹp. Cái này em vô lưu giá 1.200.000, này mình dắt nhang dắt phút nha. Đến với mã kế tiếp nè, em có một cặp cọp, một cặp hổ khá là đẹp. Đó, hổ kim tiền. Đó, đây là cũng là đồng cũ luôn. Đó, đứng một cái bị tiền lớn nha, mã số 10B. Tổng cái chiều cao này thì em đo là 21, tổng cái chiều dài là 26 nha. Đôi này nặng gần 7kg lần nha bà con, 7kg lần nha. Đây bà con mình xem nha, đồng cũ. Đó, đang đối với nhau luôn. Đây, chôn đế đây nha. Đó, rất là nặng gần 7kg. Cặp này, một đôi này em giao lưu giá bà con mình là 3.800.000, 3.800.000 nha. Bà con mình xem không rõ cứ chụp lại màn hình giúp em, gửi qua Zalo, bên em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm bà con mình xem thêm nữa nha. Rồi, mã số tiếp theo là số 11. Đây một tác phẩm nha, quan nhị ca nè, chất liệu đồng cũ luôn. Đó, tay cầm thanh long đao, đứng trên đó là một những con rồng nha, đứng đế hình những con rồng nè. Chiều cao này á, tổng em đo lên tới là 51 nha. Đây 51. Cái hoành đế này nè nha. Đó, hoành đế là lên tới 73. Đó, quan nhị ca ngũ kỳ nha, sau lưng có 5 lá cờ đó, bằng đồng. Đó, nặng lên tới là 14.5kg lần nha bà con. Con này nặng tới 14.5kg lần nha. Đó, bức này thì có giá em giao lưu với bà con mình hữu duyên 5.800.000 nha, 5.800.000 đồng, bao ship cho bà con mình toàn quốc. Đến với mã tiếp theo là số 12, một cái bức tượng rồng vàng nè. Đó, rồng vàng bằng đồng nha, có một viên trân châu thủy tinh. Đó, bà con mình xem bức này thì nặng là 10kg luôn nha. Đó, hơn 10kg. Tổng chiều cao em đo là 35, chiều dài ngang thế này là 27 nha. Đó, rồng thì tượng trưng cho sự sức khỏe. Đó, bà con mình xem nha. Đó, quyền lực rất là đẹp, có một viên trân châu luôn. Đó, bức này em giao lưu có giá là 4.500.000, 4.500.000 nha, nặng hơn 10kg luôn nha bà con. Mã 13 thì em có một pho tượng gỗ nè, đạt ma sư tổ nha, thu phục kỳ lân. Đó, này là gỗ này là gỗ hương ta nha, liền khối nha bà con. Nó chạm đục bà con mình nhìn rất là hồn. Cao tổng em đo 41, ngang là 14 nha, ngang 14. Đây khá là đẹp nha. Đó, kỳ lân dầm cầu nè. Đó, khá là đẹp. Pho tượng này có giá em giao lưu bà con mình là 1.500.000 thôi nha, 1.500.000. Đến với mã 14 em có một cái bức tượng nữa nha. Đó, một cái pho này á là Phật Di Lạc nha bà con, Phật Di Lạc ngũ phúc nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp luôn á, cũng là gỗ hương liền nguyên khối. Tổng chiều cao em đo là 50,
ngang thế này là 19 nha, ngang 19. Bước này thì cũng nặng 4kg luôn nha, đó, theo cái độ nặng của gỗ á. Đây miệng lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười, mang may mắn đến từng nhà mình. Bước này em giao lưu bà con mình là 2,5 triệu, 2,500,000. Đó, bà con của mình xem thì cứ chụp lại màn hình giúp em, nếu mà không rõ nha, chụp lại màn hình bên em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm. Mã kế tiếp số 15 là một cái đĩa chanh, đó, tức là Bắc Tiên Hội Bàn Đào nha. Đó, gỗ gõ ốc Singapore, đường kính đĩa lên tới 39 nha, chiều cao cả đế em đo là 46, đĩa dày là 4 phân phủ bì nha, ốc rất là đẹp nha bà con, ốc bên ngoài nhìn rất là đẹp nha. Đó, và gỗ gõ liền nguyên tấm. Bức này giá em vô lưu là 3 triệu thôi, 3 triệu đồng cho bà con của mình thôi nha. Đó. Mã kế tiếp số 16 thì em có một cái bức tranh nữa nè. Đây là một cái bức tranh mã đáo thành công nha bà con, tranh xưa nha. Bức này tuổi đời khá là già, ốc nhã màu theo thời gian đó, hai ba chậu theo thời gian luôn rồi nha. Gỗ thì nó liền nguyên một tấm luôn. Đó. Cái chiều dài cái bức tranh này em đo lên tới là 81 nha. Cao của cái bức tranh này em đo là 40 phủ bì. Độ dày khung tranh này nè là 2 phân, nên là dán liền tấm dày 2 phân luôn nha. Cẳng ốc theo thời gian mã đáo thành công nha. Đây gỗ vô lưng đây, ở miếng một miếng dán dày 2 phân. Bức này giá em giao lưu là 2,5 triệu, 2,500,000 đồng. Mã số 17 nè, thì em có là một cái bộ sưu tầm là bộ cờ. Đó, bộ cờ gỗ chắc nha bà con. Đó, bà con mình xem nha, cái này bằng gỗ chắc luôn đó nha. Cái này nguyên cái hộp rất là tiện, chiều dài em đo 50. Đó, đường kính của nó là khoảng từ 50 hơn 50. Đó, và 32 quân cờ nè. Đó, bà con mình xem 50, 52 nha. Những cái quân cờ này là đều bằng gỗ chắc hết luôn nha. Đó, đều bằng gỗ chắc. Đường kính mỗi quân cờ em đo là 4 phân nha. Độ dày quân cờ mỗi quân cờ là 1 phân rưỡi. Đó, 32 quân cờ đầy đủ hoàn toàn bằng gỗ chắc đỏ đen hết. Đó, bằng gỗ chắc đỏ đen hết nha. Này mình bộ mình sưu tầm một bộ mình về mình chơi đời đời luôn đó nha. Bà con mình đam mê cờ tướng. Bộ này em giao lưu cho bà con mình giá là 2,5 triệu. Đó, 2,500,000 đồng bao ship bao kiểm tra hàng nha. Mã tiếp theo á là số 18 này em có một cặp chanh. Đó, đây là ngư ông đắc lợi nha. Đó, gỗ xưa nha bà con. Gỗ này là theo thời gian được tô son chiếc vàng nha. Đó, một lão ngư ông một con cá chép rất là lớn. Bà con mình xem, một bên là cổng, một bên là ôm nha. Chiều cao này thì em đo là 95. Chiều ngang cái bức này em đo là 31 nha. Dày khung chanh em đo luôn là 3 phân. Đó, bức tranh này thì tuổi đời không dưới 5-60 năm nha, khá là già tuổi. Gỗ giỏi nha bà con. Gỗ giỏi theo thời gian nha, chưa có lau chùi làm bóng vệ sinh luôn á. Đó, hàng xưa. Đôi này giá em giao lưu là 5,5 triệu, em bao ship tặng nhà cho bà con của mình. Ở cuối clip thì đồ lại đồ cửa hàng đồ lại đồ xưa lại nguyên cũng xin chân thành và cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Bà con mình đến trực tiếp nơi của em nha. Đó là ở tuyến tránh sạt lở quốc lộ 91 khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng của quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, mình có thể xem nhiều mặt hàng đó và tham khảo thêm nhiều loại nha. Bên em chuyên cung cấp sỉ lẻ toàn quốc cũng như là đồ đồng, đồ gỗ đó, xưa và nay và đồ phong thủy nha bà con. Rất mong bà con mình ủng hộ trong những clip tới nha. Cuối clip thì mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều. Đó, cũng hẹn bà con vào những clip tiếp theo nha. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha bà con.